Trong 8 tháng đầu năm 2020, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã xử lý trên 700 vụ vi phạm, trong đó hàng nhập lậu chiếm nhiều nhất với 382 vụ. Mặc dù vậy, tình trạng buôn bán hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn tràn lan trên thị trường. Trên thị trường hiện nay, hàng hóa nhập lậu chủ yếu có xuất xứ từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản. Hầu hết các mặt hàng đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, được bán công khai tại các siêu thị nhỏ và cửa hàng bán lẻ. Tại một số cửa hàng ở các huyện Kim Động, Tiên Lữ, Khoái Châu và Yên Mỹ, không khó để mua những sản phẩm của nước ngoài như bánh kẹo, bỉm, sữa bột, bơ, mỹ phẩm và các loại thực phẩm chức năng có sự ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng, được bày bán xen lẫn hàng hóa trong nước và hàng nhập lậu. Có những cửa hàng không chỉ bày bán một, hai sản phẩm, mà còn bày bán trên 10 loại mặt hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có dán tem nhãn phụ bằng tiếng Việt. Chất lượng như nào em? Chất lượng thì em thấy mọi người hay dùng cái hàng này hơn. Hàng này là hàng gì? Hàng sách. Hàng sách á? Hàng sách này thì bao nhiêu? 400. Thế còn hàng này? 480. À, 440. Chênh nhau 40.000. Có này thì 40.000. Không phải có cái này mà là hàng này là hàng đặt cho người Việt Nam mình. Còn hàng này thì thấy bảo là hàng nội địa của Nhật. Nội địa Nhật có tem phụ không? Không có tem phụ. Hàng nhập lậu diễn biến phức tạp là do các đối tượng buôn bán hàng nhập lậu và sản xuất kinh doanh hàng hóa vi phạm về sở hữu công nghiệp, hàng giả, hàng kém chất lượng, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với các lực lượng chức năng. Hàng hóa kinh doanh bất hợp pháp thường được cất giấu tại các kho hàng và quảng cáo, mua bán qua các trang mạng xã hội, website rồi được vận chuyển đưa đi tiêu thụ. Trong 8 tháng đầu năm 2020, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện xử lý trên 300 vụ hàng nhập lậu với tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước gần 3 tỷ đồng, đồng thời tiêu hủy nhiều sản phẩm hàng hóa vi phạm trị giá gần 235 triệu đồng. Riêng trong tháng 8 năm 2020, phát hiện xử lý nhiều vụ buôn lậu với quy mô lớn như vụ vận chuyển 64.000 bao thuốc lá nhập lậu, phụ tùng xe máy điện tử nhập lậu, sữa và phụ phẩm chức năng không rõ nguồn gốc ở huyện Phù Cử, v.v. Trong những tháng cuối năm ấy, thì lực lượng quản lý thị trường Yên sẽ phối hợp với các ngành, nhất là các cái thành viên trong ban chỉ đạo 389 tỉnh để xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng lậu và để giữ cái thị trường trong sạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong địa bàn tỉnh. Nếu không ngăn chặn được tình trạng buôn bán hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ gây thất thu thuế, gây thiệt hại cho người tiêu dùng cũng như các nhà sản xuất, nhà phân phối. Để ngăn chặn tình trạng trên, các lực lượng chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn bán hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả.